Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Thế kỷ 22. Không phải tự nhiên mà người ta có câu nước chảy đá mòn, vì sức mạnh của nước là không thể lường trước được. Nó có thể càn quét ở khắp mọi nơi và kể cả những con đập. Trên thế giới hiện nay vẫn còn tồn tại những con đập bô lão, dù đã già, sức yếu rồi nhưng mà vẫn có thể vận động liên tục. Đúng là gừng càng già càng cay, đập càng lâu thì càng đỉnh đúng không nào? Và nếu muốn biết ở đâu thì hãy cùng theo dõi ngay tập ngày hôm nay nhé. Top 9 con đập cũ kỹ nhất nhưng vẫn được sử dụng. 9. Đập Olmansa, Tây Ban Nha, thế kỷ 16 sau Công Nguyên. Đập Olmansa là một đập trọng lực xây dựng ở thị trấn Olmansa thuộc tỉnh Albacete, Tây Ban Nha. Đây là đập trọng lực xây dựng lâu đời nhất trên thế giới. Công việc xây dựng đập có thể bắt đầu vào năm 1578. Con đập này nằm trên sông Vega de Belén. Xây dựng đập được hoàn thành vào năm 1584. Cấu trúc của con đập mảnh mai cao 25m và dài 90m. Mục đích chính để xây dựng con đập này là để kiểm soát lũ lụt và cung cấp nước tưới tiêu. 8. Đập Sát Ecoba, Iran, thế kỷ thứ 10 sau Công Nguyên. Đập Sát Ecoba nằm trên sông Kokwa, cách thành phố Om, Iran 28km về phía đông nam. Đập được xây dựng vào thế kỷ thứ 10 sau Công Nguyên là một đập vòm trọng lực. Mặc dù có tuổi đời rất cao, đứng đó chứng kiến bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, thế nhưng đập này vẫn đóng vai là người ở lại, chuyên tâm với công việc của mình trong hàng thế kỷ qua. Nó vẫn luôn hoạt động một cách bình thường. Con đập này được xây dựng bằng đá vôi và đất sét. Nó phục vụ cho mục đích tưới tiêu và cung cấp nước cho thành phố. Đồng thời, chiều cao của nó là 25m và chiều dài là 82m. 7. Đập Manoki, Nhật Bản, 701-704 sau Công Nguyên. Đập Manoki là một con đập cổ ở tỉnh Kagawa, Nhật Bản. Con đập vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay. Nó phục vụ mục đích chính là tưới tiêu. Lịch sử sớm nhất được biết đến của con đập này là có từ khoảng năm 701-704 sau Công Nguyên. Đập có từ thời Taiho và được xây dựng bởi Michimori Ason, lãnh chúa của tỉnh Sanuki. Cấu trúc đập có chiều dài 329m. Trong trận lụt năm 881 sau Công Nguyên, con đập ban đầu đã bị phá hủy. Kể từ đó, đập đã được xây dựng nhiều lần. Con đập hiện có thể chứa hơn 14 triệu mét khối nước, một lượng nước đủ sức nhấn chìm cả thành phố nếu lỡ may con đập này sức cùng lực kiệt. 6. Đập Sajamaike, Nhật Bản, khoảng thế kỷ thứ 7 sau Công Nguyên. Đập Sajamaike là một trong những đập quý giá được làm kỳ công từ kỹ thuật xây dựng nước tuyệt vời của Nhật Bản. Đây là một trong những đập lâu đời nhất trên thế giới. Con đập này nằm ở thành phố Osakasayama, thuộc tỉnh Osaka của Nhật Bản. Nó được xây dựng vào thế kỷ thứ 7 sau Công Nguyên. Con đập 1.400 năm tuổi này còn có một bảo tàng để ghi công. Đập có dung tích 2,8 triệu mét khối, hồ chứa nước sông Nishioki. Công việc sửa chữa con đập là do một số nhân vật lịch sử của Nhật Bản đóng góp nên. Một số nhân vật lịch sử này là Yoki, một tu sĩ Phật giáo trong thời kỳ Nara, hay Chogen, một tu sĩ Phật giáo trong thời kỳ Kamakura, và Katagiri Kasumoto, một samurai trong thời kỳ Edo. Ban đầu, con đập này là kết quả của các biện pháp kiểm soát lũ lụt trong quá trình công nghiệp, trong quá trình nông nghiệp. Sau đó, con đập này đã được tu sửa hoàn toàn thành một con đập ngăn lũ. Và gần đây nhất, việc nâng cấp con đập diễn ra vào năm 1996. 5. Đập Keru Mateke, Nhật Bản, năm 162 sau Công Nguyên. Đập Keru Mateke là một đập đất của Nhật Bản trên sông Yodo. Con đập cổ này được xây dựng vào năm 162 sau Công Nguyên. Nó gần thành phố Nara. Đập Keru Mateke là một trong những đập lâu đời nhất trên thế giới và cả ở Nhật Bản. Nó vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay. Đập có chiều cao 17m và chiều dài là 260m. Nước ở sông Yodo được cung cấp bởi hồ Biwa. Đây là nguồn cung cấp nước uống và tưới tiêu cho người dân ở vùng Kansai. Sông cũng cung cấp năng lượng cho các máy phát điện và thủy điện. 4. Đập Konlanai hay Gan Anikot, Ấn Độ, khoảng thế kỷ thứ 2 sau Công Nguyên.
Đập Kanlanai hay còn gọi là Ren Anicut là một đập lâu đời thứ tư được sử dụng cho đến ngày nay. Con đập cổ được xây dựng bởi vua Chola Karikalan trên sông Kaveri vào khoảng thế kỷ thứ 2 sau Công Nguyên. Nó nằm ở bang Tamil Nadu của Ấn Độ. Con đập này là lâu đời nhất ở Ấn Độ, vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay. Ý tưởng đằng sau của con đập 2.000 năm tuổi này là để tưới tiêu cho các huyện đồng bằng để trồng lúa. Con đập này đã góp phần tưới tiêu cho diện tích 69.000 mẫu Anh trong thời gian đó. Và vào thế kỷ thứ 19, con đập này được người Anh tu sửa lại. Đến thế kỷ thứ 20, con đập đã tưới tiêu cho một khu vực rộng khoảng 1 triệu mẫu Anh. Có một số cuộc tranh luận diễn ra rằng con đập này có lẽ có tuổi thọ cao hơn so với những tư liệu được ước tính trước đó. 3. Đập Conanvo, Tây Ban Nha, thế kỷ 1 hoặc 2 sau Công Nguyên. Đập Conanvo là một đập trọng lực được xây dựng bởi người La Mã vào thế kỷ thứ 1 hoặc thứ 2 sau Công Nguyên. Nó vẫn được sử dụng kể từ đó. Con đập ở Extremadura, Tây Ban Nha. Đó là một con đập bằng đất với đá ốp trên mặt nước. Đập Conanvo là một phần của quần thể khảo cổ Mérida được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 1993. Đập này đổ vào Onbergas, lưu vực Guadiana. Nó đứng ở độ cao 24m và chiều dài là 194m. Nó là đập cao ở bên ngoài nước Ý trong thời kỳ đó. Con đập hoạt động liên tục là nguồn cung cấp nước chính cho thành phố Mérida. 2. Đập Moti Talab, Ấn Độ, thế kỷ thứ 12 sau Công Nguyên. Đập Moti Talab hay Tonnoke là một trong những đập lâu đời nhất trên thế giới, vẫn đang hoạt động. Ý nghĩa của Moti Talab là hồ ngọc trai. Công trình này được xây dựng bởi Sri Asuri Yamajuyachaya, một vị thánh Suri Vaisnava. Con đập 1.000 năm tuổi này trải rộng trên diện tích 2.150 mẫu Anh. Người xây dựng đã đặt tên cho con đập là Thirumalasagara. Nó đang nằm ở bang Karnataka của Ấn Độ và ở quận Mandya. Con đập được xây dựng giữa những ngọn đồi đá, sau đó nơi này bị xâm chiếm bởi Andis Sahib của Bijapur và Naishajung. Munha Subeda của Deccan đã đổi tên nó thành Moti Talab để đề cập đến mặt nước trong như pha lê của nó. 1. Đập hồ Homs, Syria, 1319 đến 1304 trước Công Nguyên. Một con đập tồn tại từ thời La Mã xa xưa, đập hồ Homs ở Syria, là đập chức năng lâu đời nhất trên thế giới. Có giả thuyết cho rằng, con đập này có nguồn gốc từ thời thống trị Ai Cập Sethi vào khoảng năm 1319 đến năm 1304 trước Công Nguyên. Theo giả thuyết, con đập được mở rộng bởi đế chế La Mã vào khoảng năm 284 đến 305. Hoàng đế La Mã Diolettan đã xây dựng công trình này cho mục đích tưới tiêu. Nó có công suất 90 triệu mét khối. Đập hồ Homs hay Watina Barret có lẽ là hồ chứa lớn nhất ở Cận Đông. Điều đáng chú ý là từ đó đến nay, những con đập này có rất ít bùn. Con đập dài 2 km là một con đập trọng lực được làm bằng lõi bê tông La Mã và các khối đá bazan. Ngày nay, con đập này có công suất khoảng 200 triệu mét khối. Có thể nói, sức chứa và sức chịu đựng của những con đập được kể trên là vô cùng kinh khủng. Hy vọng trong tương lai, những con đập này hoặc là được tu sửa thêm, hoặc là được phát huy ưu điểm của mình, giữ vững phong độ như hàng ngàn năm qua mà không có bất kỳ sự cố nào. 3 chủ đề vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của Thế kỷ 22. Nếu các bạn có những đóng góp hay ho nào khác thì đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới nha. Nếu thích Thế kỷ 22 thì hãy cho một like, share và một subscribe, bật cái chuông nhỏ nhỏ để nhận thông báo đầu tiên. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!